Thôi đưa lên không, không. Phía sau lưng của mình là bến đò Bà Miêu. Giờ mình đang chờ cái phà nó chạy tới. Giờ nó chạy qua phía bờ bên kia rồi. Giờ chờ nó quay ngược lại. Mình sẽ bắt cái phà mình đi qua bên kia. Giờ dưa lên đây đường nhựa không? Có đem thêm kẹo với bánh. Có cho mấy đứa con của anh Móc với chị Mở đồ chia ra, tại bữa con đưa mà chắc cũng thấy ít. Anh này con của Móc tính chuyện tối mới vô con vậy. Mấy thằng thịt đó qua kia nó bắt nó nhậu đó. Ngồi xem này, Út nuôi bồ câu cái lửa ha. Này không phải bồ câu màu đen đen xám xám mà cái này màu trắng với lại màu nâu mới. Bà Phê mua rồi, có mua Phú Quốc này nè. Bà Phê mua nhiêu đã hả? Hồi đó 1.6 triệu, Phú Quốc 1 triệu, về cảng là đẻ đó. Phú Quốc mua này nó bị ấy rồi. Chó này chó Út luôn không? Lai 8 ký. Mà kiếm rặt kiếm dễ gì ra. Cái này chó Bạc Rê, còn chó đó chó Phú Quốc không? Nó có cái sái trên lưng không? Có sái lưng. Mấy con ra có sái không? Không, nó giống chài 1 cân. Biện cho mẹ Phú Quốc. Tròn con chó cái con đi. Rồi về bữa cho ngược lại cho. Ở dưới đó, hả? Ủa sao về tao không thấy? Cho nhà nhỏ vợ. Lúc đem về nó cũng mẹ của nó là Lai. Cha của nó rặt từng chủng luôn, con trà bá lửa luôn. Mà mẹ nó có xíu à, nhỏ như cái này à, mà nó là cũng Lai luôn. Nó không có lớn. Tội đẻ ra nó về nó cao bư. Nhốt với phía vợ mẹ hả? Tự hôm nó bán thằng con Phú Quốc nữa, nó bán triệu rử. Mà lúc ăn chó nó xấu quá thằng. Con của Móc. Hai đứa con Móc nè. Hai đứa luôn. Người kia. Này con anh Móc luôn hay. Hai đứa nè, con Móc. Tao không mê mày. Giờ anh đi làm là Út nhà Út giữ mấy đứa này ha. Giữ bà này, còn ông này thì đi học, nay nghỉ Tết nè. Rồi lên chơi con gà nấu cháo chơi ha, chơi nấu cháo gà. Tụi con đi vòng vòng thôi, có ở mình
có lên rẫy hay gì không? Không, không có. Muốn đi chở cho dẫn cho đi. Mà đi sống thấu rồi mẹ. Sống thấu đường nhựa không, sống thấu. Đi nhanh. Tổng giờ có quỷ gì đâu quay. Mình nay đâu, mình đâu có còn chăn mấy con trâu. Không. Út ơi, thấy mình đó rồi. Đó. Chứ vậy bắt gà nó cáo rồi chơi đó. Rồi chắc thôi Út ơi. No lắm mà. Mới ăn cơm. Từ nhà mở nè. Dạ. Còn nhà anh Móc có gần đây luôn á. Nhà Móc ở nhà này nè. Móc nè, Móc bổ quá. Rồi nhà anh Út xong rồi đi vô tí xíu là nhà chị mở. Ủa con chim này nó chết rồi Út ơi. Nó đá hai con trong một trống hết rồi sao đá quắm luôn. Một câu không? Cú. Cú này nó đá sao nó chết nè. Đi vô tí xíu nữa. Nhà Út nuôi nhiều chim, nhiều cu. Con ở đâu mày? Đang chờ. Em cái gì quên em không quên nhớ đâu. Dạ. Dạ. Dạ gì con dạ. Anh nhớ em không? Dạ chắc lâu. Biết rồi nhớ. Thua. Đám gặp. Cưới mày hình như nó đi mất rồi nhớ vậy. Gặp mấy lần. Chào. Anh là ai? Mở chồng mở. À chồng. À lúc lúc rửa tội em có gặp anh. Rồi, rồi tiễn chú một... đi là, về bển là em có luôn á. Dạ. À tiễn tiễn ba của em ha. Đây nào không phải nói dối là anh là tí em đúng không? Dạ. Em của anh tí anh. Không có anh. Dạ. Anh ba của tí anh chứ không phải em. Còn bên đây của em ai? Em biết mà. Dạ, dạ. Nhớ. Dạ. Nhưng mà bữa hôm qua vợ chồng em có về dưới chủ yếu gặp Nhí đỡ xin số điện thoại điện cho Vú nói chuyện Vú nhưng mà thôi rồi, xin không được rồi vợ chồng em về bữa hôm qua em có xuống chứ mục đích chính nữa là em xuống em hỏi anh Vú có đem tiền Expo á em không cần thiết cái gì phái thôi rồi anh có thì anh cho không có thôi bữa khác không được giao hết á chắc lần sau tại vì em hình như em cho hết là anh là em đem gì có mấy cái anh của em không biết anh cần cái đó nhưng mà ấy thì em đem về cho anh rồi chị có cái số của mẹ em không có bữa có còn lưu em út vú đúng không ừ nè cái điện thoại có nè bữa hổm vú đọc cái số này nè 5136099679 dạ đúng rồi đúng không sao điện đâu được đâu anh chỉnh cái điện thoại thử đi mà trước đây anh nhà sửa đi đi vô nhà ngồi cho anh Ủa rồi mấy cái đồ này là mình nhận về mình mai. Dạ. Ủa, bà ơi, mấy ông đó. Cái này là gấu bông hay là gì chị? Gấu bông, à gấu bông. Là chị mở nhận mấy cái này về mai nè. Cái này. Cái này là. Này con Pokemon nè. À cái này. À cái này là cái trong cái con của con Pokemon Pikachu. À. Mà giống như mình chỉ nhận mai từng bộ phận thôi rồi xong rồi chắc giao cho chỗ khác nữa rồi người ta mới ráp lại thành nguyên con luôn. Đúng rồi.
Ủa mình nhận mai vậy mình có giống như là bao nhiêu ngày mình giao, chỉ có cái thời hạn để mình làm? Mỗi ngày mình mỗi giao chứ, mình nhận nhiều đây cái cho người ta mai á, cho nhiều người mai lắm, đây mười mấy 20 người mai là xong cái mình gửi mai trong cái mình gom lại thành con cái mình giao nước, giao nước cho người ta nhiều người mai, nhiều người mới lãnh nhiều vậy chứ đâu có ấy. Ngon, đi chơi không? Đi chơi tao chở đi. Dạ, đi vòng vòng. Ừ. Đi bắt nhà bắt gà nó cháo ăn. Thì thôi bỏ chung vô đó luôn đi. Ừ, về bỏ này lắm gì đó. Ngủ vậy. Bắt ở đít thôi Út ơi, tụi con không có ăn nhiều đâu, để Út nuôi đâu luôn. Đâu có gì có. Mày ăn mình bày cái đuối mày á. Đem về cái mai cầm để sáng về. Tụi hay gì đó. Bắt gà nổi. Mà sao cái đầu nó không có lông nữa? Chưa mà con cái này ăn. Con nè nhỏ nhà kêu ra ràng ra chó gì đó tí em là ăn cái đó bổ còn của tao là bự vậy nè tao lớn tao ăn nhỏ tao ngại ngại sao tao có bằng một con nó đang ấp con ở trong đó một câu nhìn gần nó có bự ghê chứ cũng sắp xỉ con gà ác mình như đâu ấy đâu con gà bự hơn con gà ác nữa cô đang ấp cái con này chắc anh móc nuôi ha. Cái con trong lòng này là con gì? Cúc này. Nó đâu biết bay đâu không? À, con này con cúc. Như năm ngoái ba con có lên đây ha, ba với cổ Tư. Ba năm ngoái ba gì ba gì, ba có lên đây, ba với cổ Tư. Có cổ Út lên không? Không, cái gì á, ông gì là không có được cái ông tỉnh mà có là ông đi đâu. Cái gì hỏi hai nữa. Nghĩ thôi. Nó hỏi mày cái thùng này là thùng gì nhí? Cái máy bay. Cái máy bay. Không, mày kêu nó làm gì mày coi, tao mới nhờ. Ờ, tao. Nó quay xuống, để chút nữa em bay quay với nhà của mình. Để nó làm nó bay lên vậy là nãy anh ba nói cái này hả bay hả em tưởng rồi vài bữa nữa ông đi máy bay kia rồi ông thả lấy nó quay là coi bò bò đít dán nè mắt hồn bò đít dán vậy đợi đây ra con đi con nè con nghe ra cái đó nó xài pin hả nhí dạ đúng rồi khoảng bay khoảng được 15 phút rồi. Vậy mà đem ra ngoài trời vô ra trong nhà lấy ba hả? Ngồi ở đây nó bay tới ngoài đường. Ủa nó có bắn xài gì vậy hả? Cà phê sớm. Thank you.
thôi. Vậy 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 cho bác. Mua nó sẵn. Sao bữa qua vô sớm đi cái mình đi coi máy bay. Bởi vì chị mất tiêu vô sớm mà. Máy bay giờ mà. Vô đi kìa. Ồ có 3 cây à, gần. Trên xe có. Đi chơi. Con có cái nón bảo hiểm không? Thôi dạ được rồi, nón đó được. Nón này được. Để chơi. Của mình còn vô sâu nữa không? Tôi lẫn cua này tới. Bảo là nó ưa quấn xe du lịch nên nó đậu cầu, đậu cầu nè. Ồ cầu vàng có trắng rồi giả vậy đó. Quốc mấy mẫu cam quốc thì lên đi gì con? Lên nhiều ở mình đây. Trời ơi. Thời ý là giờ lấy cái này nuôi cái kia. Đó không? 4 năm xào trồng bự ra xanh lên là ngon rồi. Qua chết cái đàm đó, đổ xuống đó xuống dưới đó. Đó nó cắt con đường ngang cái ốc cột. Cột 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 cột. Đó nè. Ngày mai chiều công ty về cắt nhà trọ xuống nhất rồi xuống làm đất. Có suối đâu nãy ơi. Cao su này cũng của mình luôn hả? À cái này của mình nè. Cao su là của mình. Đất miếng đất trên nữa hả? Ừ, Út còn không biết á. Biển cắt đường á. Chắc cỡ đó. Nói sao? Trời ơi, giờ thí điểm trồng bự da xanh bên đó được rồi. Còn còn cái hố đúng đó không? Nó ít là 4 năm sau mình thí điểm trồng da xanh trước, còn vườn này ấy sao, tính sao lấy cái này nuôi kia. Còn có bữa kia mình hồi xưa là bao nhiêu? Bữa lá cam. Lá cam trên này trồng không ăn được. Trên này đúng là Út thấy họ trồng dài xanh không? Lá cam trên đây cái dẹt ở trên ngay chủ bà miêu mình. Còn ăn không được mà. Trên đó người ta cũng trồng á, đâu ăn được đâu, bỏ hết. Rồi bán cái phần ở ngoài đó có bị con thu đó. Ở đây có suối nữa. Người thứ hai bán rồi còn người thứ ba còn. Tới Út đây nè, người thứ năm bán nè, bán con tấm nghệ đây, vợ trồng cam này. Đó. Rồi bên đó là ông thứ tư. Bên đó. Nhà đất rẫy cốt là được mẫu mấy ha? Cái này tính hết là lên cũng hai mẫu mấy à. Tính hết luôn. Bị cao su là hết mẫu mấy rồi nè. Còn còn cũng cắt đường bỏ đó. Bỏ cục tràm đó, cục tràm này. Rồi trên đó bị rừng nhà nước rồi mẹ bà là đâu có mặn trồng cao su nổi. Cái trồng tràm luôn. Đúng chiêu đại ruộng công quá. Ngấu ruộng là ốc làm bị cao su. Vì ta tính là dự án là ta làm giấy, ta xin mấy ảnh là ta làm dụng. Đâm vô thử coi nó có gì cho nó chảy nước ra không con. Ủa đó. Rồi cái mũ của nó có đặt là
đặt đâm vô chỗ nãy ngã tư nãy phù nó xì nước ra rồi tao dở rồi dở liền đi làm chuồng chó à, đó là cái gà, chúng ăn ừ nó bắt riết rồi bắt tao chịu nấu mà tao đó tao về quậy ông 8 giờ tiêu tới đây rồi mà tao đổ đèn là nó hốt xác mất mẹ đâu canh, nó nói ừ. Đây chỗ này có nuôi gà ông chủ nuôi gà đi ra đi vô thường cái nó vô lùm nồi nó đậy trên đây mình để máy xe đi tao tính ra luôn cái mặt rê là tao gỡ trường là đúng rồi đi đây hả ừ nó bắt luôn mặt rê nó ăn luôn ở quả cần nhằn nhằn tao biết tao không làm tao ghét tao về luôn nó bắt luôn mặt rê nó ngủ vậy gì không ôi vậy là cạo mũ là chị mở hả? Cạo mũ hay là cạo mũ à, vợ chồng móc cạo à. Mũ chén nè mũ này nè đó mũ đó đó mũ này nè mũ mai chiều con lợn mà nó dụng con văng con đó. Ui, nó phá con văng dính người á đập miếng nước rồi mà mấy ngày rồi biết vụ hàng tí sao nay chiếu lá người ta thường nó nuôi em chiếu lá đó phụ ông là từ cái xe hố đó đổ đây cái giỏi này ai mà này đây là quy là cái cầu thu của vườn út hết á. Ông ơi lấy giặt cà su trong này. Ờ. Vậy là cái nào mà có cao su là của mình không? Còn bên kia họ trồng tràm không? Dưới đây họ tràm đó, tràm xanh xanh đó thấy không? Dạ. Cầu thu là của nhà. Có ranh chứ. Ừ. À. À, mẹ con về đó. Vô con mũ chưa lấy được cái mù ri nữa, nó lấy chiếc quê quê Thái mẹ mua đó. Ồ quê anh pha đó. Đây mắt cái gì út mẹ. Vô dựng ngay cái chòi đó đó, để con chòi á. Vì lấy mắt. Ừ. Không theo quả sao vô bao vô ba gỡ bổ quần lên là bà ông nước không lấy mắt tiêu. Còn bên phía cái cao su này chính là rẫy của mình. Đất của mình thì mình trồng cao su, còn nhầm vòng người ta trồng tràm không. Dân nào dám lại học không? Đi vô đây sơ vòng vòng có cái rẫy nó làm sao. Giờ tụi mình đi về. Nó chui ra đường nào chứ? Nè, cửa hả? Nhảy qua hả? Dạ! Vô! Vô! Cây đã cũng mấy chục năm rồi. Đó là quả đi chơi tí vô gì đó. Vô! Vô! Dạ, vô uống nước coi. Sao lưỡi vô kia tiếng không ta? Lưỡi nè. Vô. Hai ổ kia lửa. Phía bên hông nhà của vườn út. Nhà của anh Móc. Chứ tụi con đâu lạnh nữa. Đâu có bay được hả? Dạ có. Ủa vậy thấy đúng hả? Dạ. Cho em coi miếng thôi. Thế còn mày vợ nó làm nè. Vợ tao nha. Tao kê cái nhà thao đi. Tao kê. Nóng quá nóng rồi. Anh lát nữa cho em coi lại cái máy bay trong vườn cao su nha. Cái gì vậy? Coi. Đặt lại nha. Nó đang siêu mà. Nóng quá. Nhà mốt mốt làm cháu gà. Cháu gà này sẽ phai ha. Ừ. Ừ.
móc nó chạy về, tao nói tôi bay vô rẫy rồi. Cái nói gì? Hỏi à, nói anh trai mình làm gì vậy? Con làm chút bốn giờ không về được bên. Đó, bữa lên bắt tổ ong á, mà con nói chính là chừng nào bắt chưa con quay phim, mà bữa đó con chạy lên hồ cá của anh Tấn. Anh Tấn Trần Kỳ Bạch á, cũng lên kéo cá trên đó, anh bảo luôn quay. Mà tại con đâu biết bữa nào anh móc xuống đâu. Nó xuống mà nó điện gì chính mày, sáng sửa sạn nó đi là nó đã điện gì chính rồi. Mà sao chính không điện con thấy đâu. Hai chỗ lò gạch. Rồi đúng mày, ở trong đó. Đã chạy ngang về có thấy. Thấy nó không? Thấy chú tôi muốn chạy chiếc xe rồi chở ai. Rồi ngày mai làm sao mới gì tới hả? Chắc tối mai, con nghe nói tối 24 giờ. Còn con chơi chừng nào mới đi? Con chơi hết tháng này, 31 con đi, sáng 31. 31 tay đi. 54 hả? Bậy bậy bậy. 31 tay. 31 tay. 32, 33 gì vậy? 17 là giờ thôi. 13. Thứ bảy là 1, 2, 3 là mùng 4, mùng 7, mùng 7, mùng 6, mùng 5. 4 anh đi đúng rồi. Đi sao vậy? Cháo. Cháo gà. Anh Dí ơi. Dạ. Anh Sam từ lâu rồi lên máy bay. Chắc giờ anh bay rồi. Dạ nhà mình nuôi nó có đẻ ra mình nuôi nữa không? Không có, mua gà con nuôi mà. Gà trống nuôi rồi mắc ba gà của mình mất nó lông lát xong nuôi không được. Thứ nhất. Cứ tiêu đó quá, cứ tiêu hả? Anh đi còn. Hủ tiêu đó. Ăn được có lên móc chơi không? Dạ móc rồi. Lên lò gạch nè, không biết nó cho mình, không biết là cho mình vô để điện móc hỏi coi chơi vô không? Chút điện coi chơi rồi vô coi. Ừ. Quay miếng. Anh móc làm có gần ở đây, chỗ anh làm có gần nhà. Cách đây chừng 500 mét chứ vậy. Nhưng mà làm khác chỗ của chú tôi muốn làm nãy không? Nãy chú tôi muốn cũng làm. Ăn muốn là gạch đấy à. Đó, này là gạch này nè, gạch mi đá mi này nè. Gạch không nung mà mi với xi măng. Ép ra mà cũng cục nhỏ xây nhà mình thấy chứ không phải là gạch lóc này. Hai bà lộ vậy chạy máy cảnh chạy dưới cũng được, gạch này cũng được. Thì biết rồi nhưng mà nó chịu, tôi thấy nó ra quá trời nhỏ nhỏ. Chịu. Trời ạ. Giận đó anh luôn. Chịu mấy có ai nhà đâu. Dưới quá trời đó con. Này anh em không dòng họ mà không có lá gì. Khách khứa gì. Tôi khách đây. Nó lâu rồi nè, vô tự đeo khẩu trang chứ mấy cái gì. Kiến cho hai anh đi cực hả, hai cái giò. Rồi vô đóng trong lốc thả bay chắc lụ ra cái lụ cầu á. Đi ra mất tiếng luôn à. Mấy đứa nhỏ đang chơi đồ chơi. Con nào của con nào của anh? Con của con này ngủ trong trời. Đó, rồi hai con có đánh nhau không hay là sao? Ba ba con ngu. Là sao? Lúc nào muốn đến tối là gì? Để nào anh tới đi về nuôi mẹ quýt cho chẳng. Như Bình Phước còn lại không vậy ba? Dẹp rồi. Ở trên ăn cũng gì rồi mở vô ăn nè. Cụ Tài lại mà nói lấy cháo ăn nè. Tao quýnh bây giờ. Đi là ăn cháo nè. Ăn rồi dẫn cho tụi lên dẫn cho nó quay. Vô được không? Thôi, vô mà xuống. Đây. Rồi, ngồi ăn đi. Muốn cho chị chỉ ra đây có gì quay không vô quay.
Đây là tứ đâu? Lấy đâu? Đi nè chồng. Cô cài ăn cháo này leo lên ngồi đi nè, bỏ cháo vào tay cô dính cái gì đi ghê vậy? Ba làm mày đút cháo nè. Cô cũng nó bự tao. Từ đấy ạ. Ba lại đây đút cháo nè con. Nè cô tài ăn cháo nè. Cảm ơn cháu. Con. Đi đây. Đi đây. Đó lúc đá uống đờ hào học đi về nhanh lên. Ừ, ăn đi con để đây. Đây. Ngay mai nè. Thôi. Tao mắt không cuốn rồi. Con hả con lượn pháo con qua đây con ngồi nè. Mở không ăn hả mày? Rồi con rộng bay dữ. Mày mất tiếng luôn. Hai thằng không nhậu mà làm gì có cửa dẫn thằng nhậu đi theo. Trời nào kè. Nó là nó cửa đâu? Để mà bí nó không nhậu. Nó kêu nó làm buôn dịch hay nó uống gì á. Kêu mày thật thè dữ thật thè ra. Bé. Ăn đi vàng xong uống á. Bé con dao. Ừ, vàng không cho uống. Mày không uống bị gì hết đi. Để bé là uống bên cạnh. Xé nước con nè, nước con này tốt. Ai? Nè, nước con nè. Ăn không ăn được. Tôi vừa xé cho. Để nó không khuấy đâu. Nó không có chịu ăn. Ăn rồi, nó phá rồi. Phá. Con mía hả? Mưa tháo 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 cho. Ừ. Mưa mua chừng nước đi. Mua giùm lít đi, có gì ở đây ờ, anh còn thấy ông nào gà gà ở đây không vậy? Vừa vừa bắt thì tôi dẫn thường là quay phim cho tôi chuyển qua nước qua Mỹ. Thế chú ổn? Thì có nó yêu vừa dẫn thì cháu. Thì anh tèo anh làm gì anh làm, có máy tôi đít anh thôi. Bắt đi rồi mua luôn. Bắt là lấy mặt luôn á, con mua mặt luôn á. Trèo lên đập cây cái bát ù lên. Vậy thì gặp ổng nó gần gần không? Tại mẹ lên lấy cái bàn cũng được. Cái này tao dặn trước nha. Lấy luôn à. Còn ông á. Không còn nào hả? Bấm sao lấy chứ nó có máy mà lên chẹt 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 mà nó quay nó chẹt. Chạy đi hiểu không? Chứ còn mà họ nếu mà nó ấy là mày cầm lắp chỗ nào á là nó cầm cái khói lại con lấy cái máy về ra chứ mày lại là nó bu sang máy này mày chết á. Có tàn không hả? Ok mặt ông ấy gì? Dạ, cảm ơn. Bắt mấy con bồ câu gà cho mấy cây em bán à. Vô vô một góc thì chập à. Đi khí lửa đó. Khí lửa á, con khí lửa. Coi nó lửa lên. Đi khí lửa dưới kia. Nè, tí. Khí lửa không có nhé. Dạ. Dạ đưa cầm cho. Ừ, hết rồi. Trời, đầu hết rồi cũng đủ không thiếu gì hết á. Nè nè có vậy em muốn nướng muốn làm gì là rồi hơi dốt con về khỏe nha em. Dạ cảm ơn dốt rồi 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 hơi dốt con về cũng về khách này nha đừng quên nha.